này xá lợi tử, vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì tĩ giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm chuyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì thiệt giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, hiện. Này xá lợi tử, vì thân giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì ý giới rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện.